Chào tất cả các bác, chào tất cả anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người một cái cây. Cây này chắc là cái nhiều anh chị cũng biết rồi. Nhưng hôm nay em cứ giới thiệu bởi vì có khi là như anh chị bây giờ đi mua vẫn có thể là bị nhầm lẫn. Bởi vì cái việc là thân lá nó khá giống nhau, bởi vì cái hàng rừng này nó thân lá khá giống nhau. Mà nhiều khi những cái tên cơ bản, những cái tên khoa học thì mình cũng chưa biết được. Anh chị thì mới chỉ nghe cái tên Việt hay gọi cái này là cái hỏa hoàng vàng hay là hỏa hoàng cam. Đấy là những cái tên thường gọi, chúng ta thường gọi về cái cây lan hỏa hoàng này. Cái cây lan hỏa hoàng này thì nó có một cái tên, nó có cái tên khoa học đàng hoàng, Acostum Neatum. Thì đấy là cái tên khoa học nó. Thì em cũng có viết ở dưới, bởi vì đọc thì nhiều khi nó vẫn chưa được chuẩn ấy. Nên em vẫn sẽ viết ở dưới. Cái này thì nó thân lá nó rất là giống cái cây Hải Âu. Cái cây Hải Âu, cái cây Vandalia, cái Liancina ấy. Đấy, là cái cây Hải Âu. Là thân lá nó rất là giống nhau, bởi vì nó có những cái nhiều đặc điểm. Thì tí em sẽ nói ở phần nhận diện thân lá thì em sẽ nói. Hoặc lúc nào em sẽ quay cái cây Hải Âu thì mọi người có thể đăng ký kênh của em ấy, thì mọi người sẽ xem được nhiều cái video mà nó khá là hữu ích. Và nó cũng giúp cho chúng ta có thể nhận biết được nhiều cây khác nhau. Thì còn cái cây Hải Âu là nó khác hoàn toàn với cây Hải Yến ấy. Cây Hải Yến thì nó thuộc dòng Rhynchocoris Cretid. Thì nó là cái cây cùng gen với cả cái cây là cây đai châu ngọc điểm đó, hoặc là cây sóc trồn á, thì nó cùng cây đấy. Thì cây Hải Yến ấy nó cùng gen với những cây đó. Còn như cái cây Hải Âu thì nó lại là khác. Hải Âu thì nó Vanadi, Hải Âu thì nó dạng Vanadia Sinai, nó là cái cây khác, hoa khác và thân lá nó cũng khác. Mặc dù nó giống, khá là giống cái cây hỏa hoàng này, nhưng mà nó vẫn có nhiều điểm khác. Thì tí em vẫn sẽ vào chi tiết từng cái phân đoạn một. Thì như các video trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa ấy, thì mọi người xem chắc cũng biết rồi. Em giới thiệu từ thân lá cho đến hoa, đến màu sắc, rồi đến tất cả cách trồng, cách chăm sóc sao để mọi người chăm được một giò lan nó đơn giản và dễ trồng nhất có thể. Thì cái dòng hỏa hoàng ấy, thì nếu anh chị ở miền Trung Tây Nguyên lật vào miền Nam ấy, đại loại là cứ từ Đà Nẵng lật vào miền Nam thì chăm sóc rất là dễ, bởi vì nắng và cái điều kiện trồng đấy nó tốt hơn ở ngoài miền Bắc. Như em ở ngoài miền Bắc đây thì là nó khó hơn và chăm nó hay bị hỏng. Và để mà có được chăm được những giò lan tốt này thì mất nhiều thời gian và nhiều công sức. Còn như ở trong đấy thì anh chị chăm dễ hơn. Ngoài Bắc này nó có cái mùa lạnh và cái mùa thu, đâm mà là nó hay bị rụng lá hỏa hoàng này. Thực ra hoa nó rất là đẹp nhưng nó hay bị rụng lá, đâm mà là ít người thích nuôi. Mặc dù hoa nó rất là đẹp đấy, nhưng ít người thích nuôi, bởi vì nó hay bị rụng lá gốc và nó hay bị chết. Đấy. Thì đây là cái bông hoa của cái cây hỏa hoàng cam, hay là hỏa hoàng vàng, hay hỏa hoàng cam, để mọi người ngắm. Đấy. Okay. Thì cây này thì nó rất là xinh bông anh chị ạ. Đây thì theo một giò, đây thì mọi người nhìn ạ, một giò lan này mọi người nhìn thì nó ra hoa rất là nhiều, chưa kể nụ. Khi mà nó nở hết thì nó sẽ rực rỡ hơn. Đấy, nhưng mà hiện tại thì thôi em quay cái video này, bởi vì nhiều khi nó cũng bận mà không thể lúc nào cũng thể quay được. Thì đây anh chị nhìn thấy kế bên cái cạnh cái thân lá của nó, em sẽ vào giới thiệu thân lá luôn anh chị nhé. Đấy, kế bên những cái hoa này, anh chị nhìn thấy cái lá của nó này, nó có sắc tố tím rất nhiều, đúng không ạ? Cái lá đấy, cái lá các anh chị, cái lá nó có sắc tố tím đấy. Đấy, thì để mà những cái lá cây mà nó có sắc tố tím này thì nó là những cái cây kiểu nguyên bản. Những cây gốc bao giờ nó cũng có rất là nhiều những cái sắc tố tím này. Ví dụ như anh chị chơi phi điệp thì nó cũng phi điệp tím, thì thân lá nó cũng có cổ tím này, khắc tím này. Đấy, hay trên đai châu rừng thì cơ bản, có nghĩa là những cái cơ bản của nó là cái màu tím, thân lá của nó là màu tím anh chị ạ. Ví dụ như cây đai châu trắng tím rừng này thì mọi người thấy là cơ bản nó cũng là cây trắng tím, và thân của nó cũng có màu chấm tím, thân lá nó màu chấm tím, đúng không ạ? Hoặc là những cái cây như tam bảo sắc hay là quế thì nó cũng có, nhưng mà bởi vì cơ bản là quế là nó là màu trắng ngà nên là nó có ít hơn. Vẫn có anh chị ạ. Hoặc là những cái loại lan kiếm hay các loại thân thần như phi hoặc vĩ hay là một số loại khác, thì cái màu cơ bản của cái cây rừng ấy thì là nó sẽ là màu trắng tím, đúng không ạ? Thì như cái cây vàng này thì nó cũng là cái cây mà màu cơ bản của cây này, thì lá của nó cũng là màu tím, thì là anh chị nên lưu ý
là như vậy. Thế nên chứ không hẳn là cứ phải hoa vàng thì thân lá xanh sạch đâu. Đấy. Thì cái cây hỏa hoàng vàng hay cam hỏa hoàng này. Đấy thì có cái cây hỏa hoàng tím cơ. Hỏa hoàng tím thì nó lại là một cái cây khác. Đấy thì lúc nào thì hỏa hoàng tím hay là hải âu hay là một số cái cây mà nó giống nhau ấy thì em sẽ nói về cái những video sau. Thì còn mọi người cứ xem những cái đặc điểm cơ bản của cái cây hỏa hoàng vàng này. Thế xong mọi người sẽ nhận ra được rằng là nó khác nhau với những cái cây khác như thế nào. Như cây này thì rất là giống cây hải âu. Chứ cây hỏa hoàng tím với thân lá khác hoàn toàn. Đấy. Hoa là giống hệt thế này nhưng có cái màu tím thôi. Nhưng thân lá khác hoàn toàn, nó mềm nhỏ. Lá nó mềm và nó dài chứ nó không dài như này. Đấy. Lá nó nhỏ như này thôi nhưng nó mềm, nó dài. Và nó không ngắn cứng như dày như này, nó mỏng lắm. Đấy. Thì cái cây thân lá dạng này nó giống cây hải âu thôi anh chị ạ. Thì đây em sẽ giới thiệu với mọi người về cái thân lá của nó. Thế mọi người nhòm qua cái xong em sẽ giới thiệu thân lá này. Về cái thân lá của cái cây hỏa hoàng vàng ấy. Thì đây mọi người nhìn thấy cái cơ bản đây. Thì thân của nó thì rộng dạng đơn thân. Cây nó là cây đơn thân. Đây mọi người nhìn cái cây này. Nó đang để cái con ở dưới gốc này. Nhìn cây này rất là dễ đúng không? Đây gốc của nó. Khá là dễ. Đây là gốc của nó và để nhiều con. Lá của nó xếp y như cái hải yến. Bởi vì cái hải yến nó phổ thông hơn cái này. Ngoài Bắc mình nuôi trồng được. Ngoài Bắc nuôi trồng được và mà Nam cũng nuôi trồng được. Đây cái cây hỏa hoàng này thì miền Bắc trồng nó kém nên là ít người chơi hơn. Nhưng ngoài Bắc thì chơi hải yến nó rất là nhiều. Lá nó giống như này. Đấy, thân của nó đây. Anh chị nhìn cái thân nó đây. Thân nó cũng chả khác gì hải yến đúng không ạ? Rất là giống nhau. Rất giống nhau. Thân của nó thì cũng nhỏ thôi. Thân nó to khoảng tầm độ 0.5 đến 1cm. Anh chị nhé. Có thể là 1.5cm tối đa. Bởi vì nó có những cây to mà. Anh chị nhé. Đấy. Tiếp theo đến cái lá của nó. Lá của nó thì thân nó thì dài bao nhiêu phụ thuộc tùy từng cây anh chị nhé. Nó cứ dài thôi. Nuôi lớn nữa thì nó càng lớn càng dài. Nhưng mà cái là nó hay bị rụng lá này thôi. Hay bị rụng lá đó. Trong miền Nam mình nuôi tốt hơn. Lá đỡ rụng. Ngoài miền Bắc thì lá hay rụng lắm anh chị ạ. Thế nên chúng ta cần phải độ ẩm tốt tí. Tiếp theo nói về lá của nó. Lá của nó dài từ 10 đến tầm 20cm. Có những cái lá ở đây như ví dụ như cây trên này nó chỉ khoảng tầm 10cm này anh chị. Đấy tầm 10cm thôi anh chị nhá. Đấy. Nhưng với những cái lá này nó lại dài tầm 15cm này. Nó có những cái lá dài 20 có nghĩa là dài tối đa ý em, mà dài tối đa có thể là 15, 17 hoặc 20cm là tối đa thôi, chứ còn nếu mà nó dài tầm 25cm thì không phải rồi anh chị nhá. Đấy, lá của nó thì nó to, nó chỉ từ khoảng 1 đến 1.5cm thôi, lá nó không to đâu anh chị nhá. Đây, như những cái lá này nó chỉ tầm 1 đến 1.2. Đấy, cái lá dưới này tầm 1.5 đến 1.7cm, có nghĩa là từ 1 đến 2cm anh chị nhá. Nó không to, 1 đến 2cm. Và lá nó, cái độ dày của lá nó thì bằng nửa cái phần cái chiều rộng của lá. Đấy, em cứ nói thế nôm na thế để các anh chị nhìn dễ hiểu luôn. Cái này là cái độ dày của nó đấy anh chị nhá. Độ dày nó rất là dày luôn, lá nó không lõm nhiều đâu. Lá nó gần như là nó chỉ lõm ít vào giữa thôi. Đương nhiên, nhưng nghĩa là cái độ dày nó rất là dày. Lá rất là dày và cứng, cái này vận chuyển rất là dễ bị vỡ lá này. Lá nó rất là dày và cứng anh chị nhá, rất là dày. Nó sẽ dày bằng một nửa cái bản lá, độ to của bản lá đây này. Anh chị nhìn nó rất là dày, đại loại nó rất là dày. Nó không bằng nửa thì nó phải bằng, nhìn chung nó rất là dày. Như cái này thì nó bằng gần bằng dày bằng cái lá luôn anh chị. Đấy, đây này. Lá nó rất là dày, đại loại nó dày khủng khiếp và nó cứng. Đấy. Và cái màu sắc cái mặt lá của nó thì nó cũng là cái, có cái thì màu tím, có cái thì màu vàng, màu xanh. Ví dụ như anh chị nuôi mát thì nó xanh, mà nuôi nhiều nắng thì lá nó vàng hơn. Còn cái màu tím này thì không thể tránh được anh chị nhé. Trồng cái cây hỏa hoàng này thì nó cũng đơn giản thôi, hỏa hoàng vàng cam này thì nó cũng đơn giản thôi. Có người thì gọi màu vàng, người gọi màu cam. Đấy. Thì trồng nó rất là dễ, anh chị lưu ý là trồng giá thể thoát nước tốt nhé. Trồng giá thể thoát nước tốt. Cái cây hỏa hoàng này thì nó ưa độ ẩm vùng. Chứ còn cái giá thể mà ẩm thì lại không tốt. Giá thể mà anh chị mà cho nhiều rêu để cho nó ẩm mà thì không tốt. Nó ưa ẩm ở độ ẩm vùng, có nghĩa là xung quanh nó là một vùng có độ ẩm lớn. Độ ẩm lớn thì nó đỡ rụng lá và nó ra dễ phát triển. Chứ còn nếu như mà anh chị mà cho rêu vào cái giá thể của nó thì trồng thì nó lại không hợp. Bởi vì cây này nó ưa khô ở giá thể nhưng mà ưa độ ẩm vùng để cho nó tránh bị rụng lá. Bởi vì những cái dòng đơn thân này anh chị mà nuôi mà kém thì nó sẽ rất dễ bị rụng lá và sẽ khó có thể là
là có được một cây hoa đẹp. Những anh chị mà ở miền đại loại anh chị mà cứ ở tầm từ Đà Nẵng lật vào ấy thì chăm sóc cái cây này nó dễ hơn và nó hoa suốt, nhưng còn cây ở ngoài miền Bắc thì em chăm sóc nó khó hơn, điều kiện nó cần tốt hơn một chút và chúng ta cần sử dụng phân bón nhiều hơn để giữ được một cái giò như này. Đây là em ở Hà Nội và trồng những cái giò này thì nó cũng không quá là khó nếu như mà mình đã hiểu và biết về nó rồi, nhưng mà về cơ bản thì nó vẫn là một trong những cái dòng khó khi mà trồng ở Hà Nội. Nhiều anh chị trồng rất là hay bị chết thì mọi người cũng lưu ý là cái cây này là chúng ta nên treo ở tầm giữa vườn nhé anh chị nhé, để cho cái cây nó đỡ bị gió và độ ẩm nó lớn thì nó đỡ bị rụng lá gốc thì nó đẹp. Và anh chị nên sử dụng cái giá thể thoát nước, ví dụ như là ghép vào gỗ, bởi vì cái loại này chỉ ghép vào gỗ là hợp lý thôi, xong phun cho nó vài lượt kích rễ là nó tốt mà anh chị nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau với những cây hoa lan khác. Nếu anh chị cần tư vấn có thể liên hệ bên em. Cảm ơn tất cả anh chị, xin chào.